nhằm đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh, đồng thời xây dựng và phát triển các tour, tuyến du lịch sinh thái cộng đồng, trekking khám phá sườn Đông Tam Đảo, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của Thái Nguyên, đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước, tạo điều kiện mở rộng liên kết, hợp tác, xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại địa phương. Được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình Farm Trip Caravan and Trekking cung đường mùa thu Thái Nguyên năm 2023 diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9. Tham gia chương trình có lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên và các phòng đơn vị chuyên môn, Hiệp hội Du lịch tỉnh, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Sông Công, huyện Đại Từ, đại diện Ban quản lý vườn quốc gia Tam Đảo, một số chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực du lịch, gần 30 doanh nghiệp du lịch lữ hành trong cả nước và 10 cơ quan báo chí truyền thông trung ương và địa phương. Chương trình Farm Trip năm nay có điểm mới là được tổ chức theo hình thức caravan với 12 xe tự lái, được dán băng rôn, hình ảnh kết hợp tuyên truyền quảng bá về chương trình cũng như các sản phẩm du lịch của tỉnh Thái Nguyên. Hành trình ngày thứ nhất với điểm đến đầu tiên là di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 đội 91 Bắc Thái thuộc phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Đây là nơi tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 đội 91 Bắc Thái đã hy sinh anh dũng khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam. Tại đây, đoàn đã làm lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc và tham quan khu trưng bày với trên 350 tài liệu hiện vật tái hiện lại cuộc sống khó khăn, gian khổ và sự hy sinh vô cùng anh dũng của các liệt sĩ thanh niên xung phong. Tiếp tục, đoàn di chuyển vào thăm trại ngựa Bá Vân. Đây là nơi nghiên cứu, bảo tồn, nhân giống và lai tạo rất nhiều giống ngựa. Trong đó, ngựa đua và ngựa bạch được coi là những loại quý nhất. Trại ngựa Bá Vân được ví như thảo nguyên Mông Cổ tại Thái Nguyên. Tại đây, đoàn đã được nghe giới thiệu những thông tin về cơ sở, được chiêm ngưỡng hình ảnh đàn ngựa với hàng trăm con tung vó nước đại và trải nghiệm cưỡi ngựa dưới sự hướng dẫn của các nhân viên trên thảo nguyên xanh. Rời trại ngựa Bá Vân, đoàn đến với điểm du lịch cộng đồng Hồ Gành Chè tại xã Bình Sơn, thành phố Sông Công. Đến với địa phương, đoàn đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo của đại diện chính quyền và nhân dân. Tại đây, đoàn đã đi khảo sát các sản phẩm du lịch tại Hồ Gành Chè như đi tàu khám phá cảnh quan lòng hồ với diện tích mặt nước khoảng 90 ha với 54 đảo và bán đảo, ghé thăm đồi thông, trốn glamping và hợp tác xã chè Cao Sơn, đồng thời thưởng thức ẩm thực độc đáo mang bản sắc của địa phương tại Gành Chè Farmstay. Trong những năm gần đây, Hồ Gành Chè là một điểm du lịch cộng đồng khá hấp dẫn của tỉnh Thái Nguyên, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và trải nghiệm. Ngày thứ hai của hành trình, các đại biểu đã tham gia trekking khám phá sườn Đông Tam Đảo, cung đường di chuyển từ khu vực suối Kẹm lên thác trắng, suối Ba Luồng thuộc địa phận xã La Bằng, huyện Đại Từ. Sườn Đông Tam Đảo đang trở thành một điểm trekking yêu thích của nhiều du khách với khí hậu trong lành, mát mẻ, những cánh rừng nguyên sơ, những dòng suối, bãi đá, thác nước thơ mộng, hùng vĩ. Tại đây, đoàn đã có những trải nghiệm khá thú vị, được di chuyển trong rừng nguyên sinh với nhiều cây cổ thụ và hệ thực vật nguyên sơ, được chiêm ngưỡng những thác nước, bãi đá tuyệt đẹp giữa núi rừng Tam Đảo. Tất cả đã để lại nhiều ấn tượng cho các thành viên tham gia trong đoàn. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham dự tọa đàm du lịch cộng đồng gắn với trekking, sản phẩm mới tạo tuyến liên vùng tại nhà văn hóa xóm Tân Sơn, xã La Bằng, huyện Đại Từ. Tọa đàm đã nhận được 10 ý kiến phát biểu đại diện cho lãnh đạo địa phương, các doanh nghiệp, lữ hành du lịch và báo chí truyền thông. Các ý kiến đều khẳng định sản phẩm du lịch mới, du lịch cộng đồng gắn với trekking khám phá sườn Đông Tam Đảo mà Thái Nguyên đang định hướng khai thác là rất tiềm năng và phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là du khách quốc tế. Từ sản phẩm này, các cơ sở có thể khai thác thêm nhiều sản phẩm và dịch vụ khác nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách, khắc phục tính mùa vụ, góp phần tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế bền vững tại địa phương. Cùng với đó, một số đại biểu cũng góp ý để đưa vào khai thác sản phẩm du lịch này cần có sự phối hợp chặt chẽ của địa phương và Hạt Kiểm Lâm rừng quốc gia Tam Đảo trong việc khai thác, vận hành, đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn, phòng chống cháy rừng, vệ sinh môi trường sinh thái, đảm bảo tính bền vững, lâu dài. Địa phương cũng cần phải đẩy mạnh tiếp tục quan tâm đầu tư, xúc tiến liên tục, bài bản, đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh quảng bá trên nền tảng mạng xã hội về sản phẩm mới này để tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút du khách. Chương trình Farm Trip Caravan and Trekking cung đường mùa thu Thái Nguyên năm 2023 được tổ chức
góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh với nhiều loại hình du lịch, là dịp để du lịch Thái Nguyên quảng bá những sản phẩm mới, đó là du lịch cộng đồng gắn với trekking. Có thể nói, việc tổ chức chương trình Farmtrip lần này là một bước tiến mới đối với du lịch Thái Nguyên trong việc truyền thông, quảng bá và hướng tới mở ra một sản phẩm mới để thu hút du khách, đặc biệt là du khách quốc tế.